Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 88 trẻ em bị đưa đi lao động trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Trong khi đó, gia đình và chính quyền địa phương đều không nắm được tình trạng ăn ở, điều kiện lao động của các em. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu đối với trẻ em khi không có sự chăm sóc quan tâm từ phía gia đình và xã hội. Đầu năm 2017 tại Buôn Ngô A, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng lạ mặt là Nguyễn Thị Khang, thường trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã đến buôn tiếp cận các gia đình có trẻ em độ tuổi từ 10 đến 16, có hoàn cảnh khó khăn, sau đó làm hợp đồng đưa 14 trẻ em đi lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, cả gia đình của trẻ và chính quyền địa phương đều không nắm được tình trạng ăn ở, điều kiện lao động của các em. Con đi là 5 ngày rồi mà điền cho nó thì là điền cho mẹ. Thì nó nói con làm ở đó việc có tốt không? Tốt, nói tốt làm gì, bằng đêm con làm, bằng ngày con làm, đâu có nghỉ đâu, 10 giờ rưỡi mà nghỉ đó. Tại Buôn Chua, xã Emadró, huyện Cư Mơ Ga cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đầu năm 2017, trên địa bàn buôn xuất hiện một đối tượng lạ mặt tiếp cận các gia đình có trẻ em từ 10 đến 16 tuổi, tập hợp 25 trẻ em đưa đi lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số đối tượng đã làm hợp đồng lao động với gia đình có trẻ với mức lương từ 15 đến 18 triệu một năm và chỉ trả lương một lần vào cuối năm. Tuy nhiên, tất cả hợp đồng đều không có giá trị pháp lý khi không có điều khoản rõ ràng, thậm chí không có chữ ký của người lao động và người sử dụng lao động. Gia đình anh Lê Văn Tỏa có con là Lê Thị Dương, sinh năm 2000. Em Dương được đưa đi làm việc tại xưởng may Hải Hồng, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong xưởng chỉ có lao động trẻ em từ 10 đến 16 tuổi. Các em phải làm việc 12 tiếng đồng hồ từ sáng sớm đến tối khuya. Do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, sau hơn 10 ngày, em Dương đã bỏ trốn về với gia đình. Cười quá, nghe nói là nó làm cười quá, từ sáng nó làm cả ngày tới không có giờ giấc mà nghỉ. Từ 6 giờ nó làm tới 11 giờ. 6 rưỡi là mình dậy, ăn cơm xong, mấy giờ thì mình làm, mình ăn cơm xong lúc nào là mình làm từ lúc đấy, cho tới 12 giờ mới được nghỉ. 12 giờ nghỉ xong rồi mình ăn cơm xong là mình nằm ngủ 1 tiếng đồng hồ. Ở lại tới 2 giờ là mình dậy, mình bắt đầu làm cho tới 7 giờ mình nghỉ. Xong rồi mình lại tới 8 giờ là mình lại làm tiếp cho tới 10 giờ rưỡi là mình nghỉ. Gia đình anh Lê Văn Hồng, thôn Nò Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, có hai con là Lê Văn Cải, sinh năm 2007, và Lê Văn Khương, sinh năm 2002, được một người tên Dũng đưa đi lao động tại xưởng may thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2017. Do không thể chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, nên các con anh đã nhiều lần gọi điện cầu cứu. Anh Hồng đã phải mang tiền vào thành phố Hồ Chí Minh để chuộc hai con về. Trong làng xóm cũng về hỏi tham gia cũng nhiều, nhưng mà cả anh bằng cũng về hỏi, nhưng mà lý do có như thế nào mà đứa con đi mà không cho đi ở mà lại về, bảo là khổ quá. Xong thì mới lấy tiền đi đón về, giờ thì là về thì cũng chưa có điều kiện đi kiếm tiền về dặn ở đấy, là khổ quá. Là ngành lao động thương binh xã hội cũng đã tham mưu cho ban nhân tỉnh ban hành rất nhiều văn bản, và đồng thời cũng có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan thông tin báo chúng, báo chí và thông tấn đại chúng, cũng như là các cái cơ quan đoàn thể và chính quyền các cấp để mà tuyên truyền vận động, rồi nêu cao tinh thần cảnh giác, và cũng đã thiết lập cái đường dây nóng để rồi có cái thông tin cập nhật thường xuyên đến cái tình trạng trẻ em lao động ở ngoài tỉnh. Trong khi trẻ em ở độ tuổi 10 đến 16 vẫn là tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đã phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh vất vả, đứng trước nhiều nguy cơ khi không được chăm sóc và bảo vệ. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em lao động ngoại tỉnh, cần có sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội, đặc biệt phát huy vai trò của chính quyền địa phương tại các cơ sở, các hội đoàn thể, tại thôn, buôn. Nó có một thời vụ của nó, vào mùa mưa thì che mưa, mà vào mùa khô thì anh phải che khô. Đấy, nhưng khi nó phân bỏ cho nó thì nó cũng phải đòi hỏi là phân chuồng, phân phải mục, hoai, với mẹ phải đòi hỏi chăm đúng kích thước của nó, đúng cỡ của nó.